trên lầu 2 này. Hay là 7 đi hướng nào vậy? Đi trong đó. Dạ. Rồi, cảm ơn. Vô cửa nằm bên trái đi. Dạ đúng rồi. Ồ, hai quả bình. Ồ, hai bác. Dạ rồi, đồ của bác. Con có xe chưa? Dạ. Mẹ con đang gọi xe tới rồi. Có xe tới. Rồi, có xe tới trong vòng 15 phút. 15 phút chạy con nói chuyện với mẹ con đi, mẹ con.